để nâng cao việc tiếp nhận xử lý tin báo cháy nổ và sự cố tai nạn cần cứu giúp. Thời gian qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai ứng dụng app báo cháy 114. Ngay sau khi Bộ Công an có chủ trương về việc triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã chủ động tham mưu, đề xuất Giám đốc Công an tỉnh triển khai ứng dụng app báo cháy 114. Đây là một ứng dụng miễn phí để mọi người gọi điện báo tin cháy nổ, sự cố, tai nạn được nhanh chóng, chính xác và gửi cả hình ảnh cho Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ kịp thời đến ứng cứu. Qua app báo cháy 114, mọi người cũng gửi trực tiếp thông tin, hình ảnh cho bộ phận tiếp nhận thông tin báo cháy, sự cố tai nạn tại Trung tâm Thông tin Chỉ huy, Tổng đài 114. Để cài đặt và sử dụng app báo cháy 114, mọi người truy cập vào Google Play đối với máy điện thoại hệ điều hành Android, còn đối với máy điện thoại hệ điều hành iOS thì truy cập App Store, sau đó tìm kiếm và tải app báo cháy 114 về, rồi tiến hành cài đặt theo các bước như đối với một ứng dụng bình thường. Thông qua cái việc tiếp nhận thế thì lực lượng Cảnh sát Phòng cháy cháy cứu nạn hộ đã sẽ xác minh được cái vụ cháy, vụ nổ, vụ sự cố tai nạn đó là chính xác, là thật hay là giả, và biết được cái vị trí và cái địa điểm mà xảy ra cháy nổ, sự cố tai nạn. Và đồng thời là lực lượng Cảnh sát Phòng cháy cháy là thông qua cái hình ảnh của gọi video đấy thì sẽ biết được cái tình hình đặc điểm tại cái vị trí đang xảy ra cháy nổ, sự cố tai nạn để đề ra cái phương án và chiến thuật phù hợp nhất khi triển khai công tác chữa cháy cứu nạn hộ đạt hiệu quả cao nhất để giảm thiểu tối đa về thiệt hại do cháy nổ, sự cố tai nạn gây ra. Mong là trong thời gian tới các cơ quan chuyên môn và các cơ quan truyền thông tiếp tục là tuyên truyền các cơ quan ban ngành và người dân cài đặt để sử dụng cái ứng dụng này thì giúp cho lực lượng cơ quan Cảnh sát Phòng cháy cháy chúng tôi là tiếp nhận một cách nhanh nhất, chính xác nhất để đề ra cái chiến thuật và cái phương án xử lý hiệu quả nhất. Qua việc cài đặt sử dụng app báo cháy 114, người dân sẽ được tiếp nhận thêm những kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn và sẽ được lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ hướng dẫn, trợ giúp khi gặp các tình huống, sự cố, tai nạn cháy nổ khẩn cấp. Alo, yêu cầu đội 3 chữa cháy tại 3300.